mà cái cây thốt nốt á nó rụng cái hột xuống á, rồi nó sẽ mọc ra và nó đâm xuống là một thước mấy hai thước ở dưới á, bắt đầu nó mới xây cái cổ hủ, xây cổ hủ nó nằm ở dưới đó đó, rồi bắt đầu nó mới đâm ngược lên lại. Ồ, đây nào đâu? Hồ biết giống ai không Hồ? Giống ai? Giống mày cái quay về mấy bạn đi. Anh tụng đống cây á. Nghe anh không bao giờ chết yểu luôn nữa, trời đánh nó chưa chết nữa. Em thấy cây dừa đồ chết, còn cái lốt là em thấy ít chết lắm. Chuyện khi người ta cưa nó, người ta không cần nó nữa, nó mới chết thôi. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Và đứng bên cạnh Bùi Hồ đó là Hồng Thấm. Trước đây thì Phong Bụi cũng như là anh Cao Hớn có quay về hot girl chặt thốt nốt. Thấm ơi, anh rất là tò mò khi mà cái ngày mà lấy thốt nốt của em cũng như là gia đình em thì như thế nào nha Thấm? Dạ, thốt nốt thì lấy mỗi ngày, anh ngày nào cũng lấy, buổi sáng buổi chiều hai ngày hai cử. Rồi bây giờ em dắt cho anh đi tham quan cái vườn thốt nốt của em và lấy buổi sáng ngày hôm nay nha. Cái công việc này thì gia đình mình đã làm được bao lâu và những cái cây thốt nốt này em là làm gia đình trồng. Em làm thì rất là lâu rồi nhưng mà em không nhớ là bao nhiêu năm, nhưng mà em bán quán năm nay là 10 năm rồi anh. Thốt nốt này là gia đình của mình trồng luôn hả? Không, cái này là của người dân tộc người ta trồng, người Campuchia người ta trồng anh. Bay mướn vườn lại leo mỗi năm, tới năm thì trái người ta lại. Hôm nay thì em hướng dẫn anh đi ra ngoài này là để xem ba em hái trái thốt nốt. Dạ, cũng rồi. Như là thu hoạch nước hay sao? Dạ đúng rồi, em bữa nay là thu hoạch nước rồi trái luôn, để trái luôn. Có một điều là mọi người thì không hiểu rằng là cái trái thốt nốt á và nước thốt nốt thì có được lấy chung giống như cái dừa của mình không? Không, cây nào nó ra trái là trái, còn cây nào nước là nước. Em bên trái là trái riêng, nước là nước riêng luôn. Khi mà một ly cái thốt nốt thì trái nó sẽ riêng và nước nó sẽ riêng. Không, em làm chung với gì vậy, em bán rồi em sẽ làm chung với nhau. Một ly nữa giá 10 ngàn. Em hiện nay có gia đình chưa? Dạ chưa anh. Và mình không cần nói nhiều nữa, cô bác quý anh chị, đây là vườn thốt nốt của nhà Hồng Thấm. Ba của Hồng Thấm đang thực hiện cái việc mà leo cây thốt nốt. Mà để leo cây thốt nốt như thế này á thì người dân ở đây á họ được cặp với nhau bởi những cái cây tre như thế này. Anh Cagamen, anh Hớn, anh có từng leo cái cây như thế này chưa? Có, nãy leo thử rồi. Vậy hả? Thôi rất là khó luôn. Leo đâu có được đâu, leo lên mấy khúc là thở rồi. Theo chia sẻ của Hồng Thấm thì cái khu vườn này thì rất là nhiều cây và hàng ngày thì leo hơn 50 cây thốt nốt để thu hoạch trái và bông. Cái này là mình thu hoạch trái hay là bông anh? Bông. Bông lấy nước á. Còn cây trái thì mình sẽ chặt riêng ha. Mới đây leo tới chảnh luôn rồi. Ở đây có vẻ mát hơn hết hả? Đúng rồi. Xung quanh đây kìa, toàn là đó không, thốt nốt không. Có ai thử không qua leo cây dừa nào? Thường thì một cây như thế này là chú bác sẽ thu hoạch nước là trong thời gian bao lâu Thấm? Anh thu hoạch hoài luôn, vô mùa thì nó nhiều, còn nghịch mùa thì nó ít. Ngày nào cũng vậy. Nhưng mùa này là thuận mùa hay là nghịch mùa? Nghịch mùa anh. Nghịch mùa. Sắp sửa vô mùa lại. Mùa nước. Mỗi một cây như thế này thì lấy được bao nhiêu nước? Tùy theo anh, bông nhiều, bông ít. Bông nhiều thì nhiều nước, còn bông ít thì ít nước. Và ba của em thì phải lấy thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ hay là có lấy nước thì 7 giờ sáng hả? Dạ. Mình có tranh nủ lấy sớm để lấy cho sớm nó đúng. Lấy sớm mới được, lấy sớm anh lấy trễ nước sẽ bị chua. Em lấy về em phải nấu nữa đó. Em phải nấu lại cho khách nữa đó. Vậy thì nước thốt nốt em có bán ra gồm có nước ngọt nước em kia. Bán như già đúng rồi. Và đường thì em thắng lại em bán. Dạ đúng rồi. Đây hai bên kia kìa. Kìa. Trời ơi, ông Tỉnh Biên cũng leo kìa, leo không luôn kìa. Cây dừa gì nó ngon không? Cái tuổi thọ của cây thốt nốt này là thường là nó sống khoảng bao nhiêu năm mà không, trồng anh, bao nhiêu năm thì thu hoạch ha Thấm? Anh lâu lắm, cỡ 30-40 năm mới được thu hoạch trái bông nước của nó, còn không mười mấy năm là nó có trái rồi, có trái tơ. Mười mấy 20 năm. Còn bình quân như cái cây thế này thì cũng cỡ 40 năm mà. Ba ngoài 40 năm. Cây thì sống rất thọ nha anh, không bao giờ chết yểu luôn nữa. Trời đánh nó chưa chết nữa.
em thấy cây dừa đồ chết, còn cái lốt là em thấy ít chết lắm. Chị khi người ta cưa nó, người ta không cần nó nữa, nó mới chết thôi. Dạ, gia đình em là sống buôn bán nhờ vào cây thốt nốt dạ, như thế này. Nhờ vào cây đó. Dạ. À, đây là một cái vùng đất được gọi là thủ phủ của thốt nốt luôn á. Dạ. À, anh là một người anh là người dân sống ở khu vực Tịnh Biên này và cũng từ dạ. nhỏ đến lớn đã gắn bó với cây thốt nốt rồi. Dạ. Thì em nãy lúc nãy thấy ba của Thắm á leo lên cây thốt nốt một cách dễ dàng, thì anh cái việc này đối với anh nó có khó không anh luôn? Rất là dễ, tại vì nói chung ra mà mình cũng sống cái nghề thốt nốt này không à. Cho nên nếu mà mình leo hàng ngày thì nó trở thành cái thói quen thì rất là dễ. Nói chung ra nghề nào cũng vậy, mình làm hoài thì nó sẽ thành thói quen thì rất là dễ, còn đối với những người mà chưa từng thì rất là khó. Mà khó nó chồng hơn cái chữ khó đó nữa, chứ không phải như những cái công việc mà bình thường như cái người mà người ta đang sinh sống á. Công việc bình thường thí dụ mình đoan vào mình tập thì nó cũng từ từ thành thói quen, còn này đoan vào tập thì rất là lâu mới thành được thói quen và leo trèo được. Dạ. Ba của Thắm thì đã làm cái nghề leo thốt nốt này là bao nhiêu năm, và tại sao thì anh có nghe em chia sẻ một cái câu chuyện á, là ba hàng ngày này leo khoảng hơn 50 cây, có nghĩa là từ sáng sớm phải leo gần 2-3 giờ chiều. Tại vì em bán hai quán anh, nó hơi nhiều nên ba không leo nhiều. Tại sao ba không thuê những người công nhân ở trong vùng nữa Thắm? Thuê nhưng mà cái này người ta lên Sài Gòn người ta sống anh, nhưng ở đây dân ít cũng ít á, ít người chơi nên thuê không có. Mỗi một ngày như thế mà... thì em thường bán ra ở cái quán của mình á là bao nhiêu trái thốt nốt, và cũng như là bao nhiêu đường lít đường. Em có mối lớn anh nên em bán cũng nhiều, có khi ngày bán em bỏ sỉ nội bên Phú Quốc lấy em là 4 thùng là 100 chai, là một ngày em có thể bán được 5-6 can, 7-8 can nước ngày anh. Rồi bán lẻ cho khách du lịch nữa. Em bỏ sỉ riêng anh. Thật ra thì cái khi mà cái người mà mình sử dụng mình dùng thốt nốt á thì thấy nó khỏe lắm. Nhưng mà để thu hoạch được những cái trái, những cái trái, những cái nước thốt nốt á, thì công việc của ba Thắm á thì rất là vất vả luôn. Và đặc biệt là chú cũng đã năm nay là bao nhiêu rồi ha Thắm? Ba em năm nay năm mấy rồi anh? Năm mười mấy rồi? 51 rồi đó. Và một cái điều đặc biệt mà người dân mình cũng không biết là những cái trái thốt nốt vào cái mùa này nè, nó anh Hồ thấy không? Dạ. Là trái nó bị đèo bị đẹt lắm, đôi khi nó rụng nó không có đậu, cho nên cái mùa này thì cái trái nó rất là nó hơi mắc. Còn những người nói tại sao mà bán trong cái lúc này mà nó mắc như vậy, nhưng mà thật sự ra trái mình leo mình kiếm anh nó khó lắm, nó không có trái được nhiều. Chừng nào vô mùa là cũng như tháng 2, tháng 3 đó là vô mùa thì nó trái nó rất là nhiều, rồi lúc đó nó sẽ rẻ lại, còn bây giờ thì giá nó mắc lắm. Vậy là cây thứa ở thốt nốt này nó chịu cằn cỗi, có nghĩa là chịu vùng đất khô. Đất khô, đất ướt gì cũng được hết. Tại vì cái khi mà cái cây thốt nốt á, nó rụng cái hột xuống á, rồi nó sẽ mọc ra và nó đâm xuống là một thước mấy, hai thước ở dưới á, bắt đầu nó mới xây cái cổ hủ. Xây cổ hủ nó nằm ở dưới đó đó, rồi bắt đầu nó mới đâm ngược lên lại. Cho nên nó rất là sâu, cái gốc nó thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó rất là sâu, đào tới 2-3 thước nó mới tới được cái gốc dưới. Cho nên cái sự bám trụ mà để mà sinh sống đó là cây thốt nốt này nó rất là lâu. Vậy thì theo Thắm chia sẻ là nó không bao giờ nó chết yểu, hoặc cũng như là nó không bao giờ mưa gió này nó không bao giờ nó bị ngã hay bứng gốc hả? Đúng rồi, tại vì cái chất mà bám trụ nó rất là sâu ở dưới á, từ cái sâu ở dưới nó sẽ có hút được cái chất nước nó nằm ở dưới vùng đất ở dưới á, cho nên nó mới sống được. Cây gần 20 phút, mắc cỡ 20 phút. Ở đây là huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Không, ở đây là đúng rồi, nhưng mà cái nhưng mà cái địa chỉ của quán em là tên gì và địa chỉ ở chỗ nào, số mấy nha Thắm? Ở ấp Phú Hiệp, xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang. Cái quán của em tên gì để mọi người đi du lịch nghe. Quán của em là tên Hồng Thắm. Hồng Thắm hả? Lốc lạnh Hồng Thắm. Dạ. Nãy giờ thì ông chú ông cũng lên cũng khoảng gần 15 phút rồi ha. Gần 15 phút. Nhưng mà vẫn chưa lấy xong thì tí xíu nữa. Thì, cái này là sớm là ổng đang leo cái cây bên này, nhưng mà bây giờ ổng đang truyền truyền qua bên kia luôn hả? Qua ba cây rồi đó, và cây thứ hai và cây thứ ba đó là đi qua cây thứ ba bên đó đó. Ồ,
Chà, em bán cái cây nó thưa vậy sao truyền được ta? Có cả bắt cái cây truyền cho anh á. Bắt cái cây đại truyền ở cho anh á, rồi mình bên này mình đi ngang qua anh kia luôn à. Cho bà nên ba cây, đâu phải mà leo xuống rồi mình leo lên lại đâu. À. Đó là mình cái đi ngang luôn à. À. Gần gần là mình bắt đại truyền qua luôn. Rồi từ cái cây đó đó là leo qua cái cây thứ tư luôn vẫn được đó. Truyền qua cây thứ tư luôn. Mình bắt cái cây gì để truyền qua anh? Cây tre hả? Cây tre. Tre mà dùng cái tre đực á. Nó dẻo. Nó cái sớ cơm nó dày mà tuy là nó nhỏ nhưng mà cái tuổi thọ nó cao. Mình leo nó an toàn hơn, mình đi bắt đi ngang nó an toàn. Một cái cây như thế này là mình sử dụng được bao nhiêu năm thì mình thay mình qua đây đi anh? Bao nhiêu năm thì mình thay cái cây tre này ha? Tùy theo, nếu mà mình xài được tre đực á thì dạ, mình xài được hai mùa là được năm không ta? Hai mùa gọi là 2 năm á. 2 năm á hả? Dạ, 2 năm là 2 mùa. Đối với em thì thật ra thì nhìn nó rất là lỏng lẻo luôn á. Mà quen thì mới làm được hay sao á, chứ cái cây này thấy cũng nguy hiểm đó. Nếu mà cái cây tre mà không phải tre đực, tre cái á, thì mình xài chỉ một mùa thôi là mình thay à. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình an toàn nhất thì trong một mùa phải thay thì đó là sự an toàn cao. Cái này là mình thay, mình thuê thì cái cây này thì mình thay luôn. Nhà mình làm luôn. Nhà mình làm luôn hơn. Có thấy chú Đức chưa? Ông chuyện từ cây này qua cây thứ ba kìa. Nãy giờ nghe anh Un ở đây nói á, thì chuyện cây thứ ba rồi. Cây thứ ba tốt chảnh anh. Đang chặt trái đực chảnh để gắn cái thùng vô lấy nước á. Nãy giờ leo ở đây, chuyện qua đây. Ở trên đó cái cây này của anh kia là có một cái cây tre. Đúng rồi, có cây tre bước đó, qua rất là mau. Cây tre này. Đúng rồi, thấy rồi. Có nghĩa là cái can ở trên đó đó thấy không? Là mỗi ngày là mình phải thay. Mình phải thay đúng không anh? Đúng. Thay. Mình để lấy cái nước ra rồi mình để cái ấy vô, mình gọt mặt rồi mình thay lại cái mới, rồi nó sẽ nhiễu nước xuống, rồi chiều mình phải lấy một đợt nữa. Dạ. Lấy sáng lấy chiều. Đôi khi mà thí dụ dắt trưa tới chiều mà mình lấy không kịp đó anh, 10 giờ đêm cũng phải leo lên lấy nữa chứ không có thể bỏ được. Bỏ được thì nước nó sẽ bị hư, sáng hôm sau mình lấy là mình bỏ, không có xài được. Cho nên một ngày lấy 2 cử, cử sáng cử chiều. Giá nào bây giờ 12 giờ đêm cũng bắt buộc phải đi lấy chứ không có bỏ được. Thường nước thốt nốt thì mấy bông thốt nốt mấy giờ nó sẽ cho nước ta? Cái đó nó cho những gan mũ cao su nhiễu nhiễu hoài anh lên cắt mặt nó nhiễu luôn. Cắt mặt thì nó nhiễu, cắt mặt thì nó nhiễu à, chứ không có nói là số lượng thời gian giờ. Có nghĩa là mình đeo lên á thì mình phải quải một cái thùng nhỏ nè, cái thùng có sến, cái dao để mình cắt lấy xong mình cắt mặt ra. Trong cái thùng đó nó sẽ có những cái miếng sến để trong đó đó, cho cái độ nước nó dằn cái chất nước xuống rồi nó sẽ thơm. Cái sến là gì anh? Sến là cái cây sến á. Cây chú Đất xuống rồi kìa Hồ. Ồ, chú đang leo xuống kìa. Ít đi chú. Hôm nay cái này nước. Cái này cắm cho. Đang chạc. Đây. Trời ơi. Vậy là cái này là có một cây một ha. Con cây. Trời ơi, chút xíu uống nước này ngon lắm nè Phong. Uống thử luôn ha. Uống thử đi ha. Lấy thử. Kêu kêu nó đi mượn ly rồi ngon lắm. Đây đây nè anh Hồ. Em đổ ngày sớm là em có chia sẻ là cái miếng sến này để xuống đây đi. Là mình chặt từ cái cây sến ra. Để vô nè, cho cái nó sẽ có ly kìa Phong. Nó sẽ dịu nước lại và nó mang Phong muốn uống bụi luôn đi Phong. Phong cầm này Phong uống bụi đi. Đây nè, đây. Thôi, tại vì nước này để không nước rồi, còn mình ấy chế biến nữa. Nhân đáp lắm. Cho Nhân đáp uống đi. Cô Hoàng. Cô Hoàng. Nhân Hoàng, cô Hoàng chứ. Ngon lắm. Cái này uống rồi cho biết cảm giác luôn nha.
uống trời kiến đi được không, được lấy bưng nguyên thủ uống luôn. Ngon như đồ không, ngon như đồ không? Ngon dữ dằn luôn, thiệt luôn á. Cảm giác sao? Giác nó ngon, ngon hơn rượu nhiều đúng không? Ngon. Nguyên chắc uống là phê luôn á. Nó béo, béo như có sữa trong đó vậy á. Cái nước ở đây uống nó khác so với cái nước ở nhà ở trong đá không? Nước này là chưa có lọc, chưa có lắng, chưa có nấu, chưa có nấu lên. Gọi là nước tươi, nó có gà nha. Nó có vị ngọt lợ lợ thôi, nước nấu thì nó ngọt hơn. Nó béo nó như là sữa vậy. Béo, béo, béo hậu luôn á. Ừ. Trời ơi nó đã. Con đổ cái con ở mình uống hết cái ca này đi, ca này nè. Cái ca này nè. Quá ngon. Sao anh thích lên thang? Nào uống đi, uống thử coi. Đó, em thử một miếng ha. Gót ra cho em ha. Cái đen đen đó là nói là cái sến ha. Sến. À, không sao đâu anh. Rồi. Ôi. Thở thổi ra đi. Ngày mai mình cắt cái đọt ra nước trước hay sao? Cắt cái bông mới được ha, cái đọt. Ừ. Mùi thơm. Nữa ha, chai làm dữ à. Nè. Uống đi. Nói chung là đây là một cái quy trình lấy nước thốt nốt mà trước đây mà ngay cả những người dân miền Tây á, người ta vẫn không biết là nước thốt nốt cũng là giống như là nước dừa á. Có nghĩa là lấy chung một trái. Anh ngày xưa ta làm bằng ống tre phải không? Bây giờ ống tre nặng, giờ là ống mũ. Leo mình mang lên nó nặng phải không? Nó đây không uống chắc tốt không? Nó cực lắm anh. Tại vì trong cái thời buổi bây giờ nó phải có cái sự cải tạo mới cho nên cái này nó sẽ là nhẹ. Còn cái ống tre ngày xưa á thì mình về khi mà phải xông ống nữa, mình đốt lửa lên mình xông ống rồi rửa súc sạch này nọ, còn không á thì cái chất nước này nè mình uống nó sẽ bị hôi cho nên nó phải kỹ lắm. Còn bây giờ cái cải tạo mới nè cho nên mình dùng những cái một chai muỗng nhựa này nó sẽ tiện hơn cho cái người mà mình leo trèo, nó rất là nhẹ, nó sẽ cái trọng lượng cho cái người leo nó nhẹ hơn, nó nhẹ mà nó lấy cái số lượng nước này nè nó sẽ được nhiều hơn cái ống tre. Ống tre thì nó lấy đủ số lượng nước thôi, mình lấy được nhiều. Sẵn tiện chia sẻ cho mọi người luôn anh Hùng, cái nước này lấy về á thì phải lọc lắng lại, và ngoài ra thì còn phải nấu lại để tránh cái tình trạng là để bảo quản tốt hơn. Bị chua đi sao, nó bị chua, nếu không nấu lại là bị chua. Uống nhiều đấy. Uống nhiều. Nguyễn nha. Hôm nay thì gặp chú nè, đây là chú Đức. Nãy con thấy chú truyền qua ba cây á một cách dễ dàng này, cái việc mà leo cây thốt nốt này là chú đã leo bao nhiêu năm và nó có khó khăn gì chú không? Chú Đức hàng mấy năm nó leo rồi, một đài leo cũng dễ. Dạ. Leo có đâu khó, biết leo dễ, còn không biết leo cũng khó rồi. À, và đây là cái dây đai và những cái thứ mình cần đem theo đây hả chú Đức? Cái này nè, đồ nghề dữ luôn. Cái này là để mình gọt cái bông. Nước nó bốc đi bớt. Mỗi một cây vậy thì chú lấy khoảng thời gian là bao lâu hả chú Đức ha? Nó có thể là 2 tháng cũng có, mà 1 tháng mấy cũng có. Từ mà chỗ bông mình kẹp nó nhiều nước á. Khi 2 tháng, 2 tháng rưỡi, 3 tháng tùy theo, nó bông chịu ăn cùi á, cùi nó lâu. Đây là cái cây thốt nốt mà cây gọi là cây đực là chú lấy nước, còn cái cây cái lấy trái á thì chú sáng nay chú đã lấy chưa? Chưa lấy chút, chặt 2 bộ bài. À, chú xíu nữa thì mình sẽ theo chân chú Đức để mà xem cái trái thốt nốt mà chú sẽ chặt ra mình ăn tại vườn luôn cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn chú Đức nha. Ôi 50 mấy chú? 51, rất trẻ. Rồi. Nãy giờ thì chúng ta đã được nghe em Hồng Thấm là con của chú Đức có giới thiệu cho chúng ta về cái cách lấy nước thốt nốt, và hôm nay thì chúng ta cùng theo chú Đức sẽ qua cây thốt nốt cái để lấy quả của thốt nốt, và cái cách nó có giống như là cách lấy của nước thốt nốt hay không, mời cô bác quý vị cùng theo Phương Hồng để theo chú Đức ha. Ước chừng của mấy anh em mình là khoảng bao nhiêu mét anh Hồ? Anh Hòa nghĩ khoảng là 15 đến 20 mét đó không? Tại vì chú Đức thì khoảng gần 2 mét mà nó khoảng hơn 10 lần chiều cao của chú Đức. Trước giờ em cứ nghĩ rằng là leo cây thốt nốt rất là đơn giản, nhưng mà qua trò chuyện với chú Đức cũng như là một số người á thì lại thấy là cây thốt nốt lại leo khó hơn so với cây dừa. Bởi vì không thể nào mình ôm hết cái thân cây được ha. Đúng rồi, cái bề hoành của cây nó rất lớn đúng không? Và thấy chú Đức là hiện giờ đang leo với một cái lực, em sử dụng thấy lực dùng lực tay nhiều hơn cả lực chân, cho nên là thấy khá là tốn nhiều sức. Đang dẹt những cái lá thốt nốt.
anh nghĩ là chắc có lẽ là chú lao động với cái việc mà chân tay nhiều quá, nên là nữ hôm nay chú chia sẻ là hơn 50 tuổi nhưng mà chú vẫn rất là khỏe, và cái cơ bắp của chú á nó cuồn cuộn á, chẳng khác nào những cái thanh niên 18 luôn á. Thật ra thì lúc nãy anh với anh Cao Hớn á có thử leo lên cái cây này, thì hai anh em chỉ leo một đoạn chừng khoảng 3 mét thôi, thì khi mà xuống á, cái cảm giác nó đuối và rất là mệt anh Hớn. Đúng rồi. Ở trên đó trái nhiều không chú Đức? Trái nhiều không? Nhiều ha. Mỗi quầy thốt nốt như thế này á thì mình đã từng khiêng thử rồi, có khả năng là khi là lên đến 10 đến 20 kg một quầy luôn á. Nhưng mà để được 1 kg cơm thốt nốt thì phải chặt 4 hoặc là 5 quầy, tức là trọng lượng 40 kg, 50 kg, khá nặng, tại vì nó tốn vỏ này, một chút cơm thôi. Phong có để ý cái cách mà trồng cây thốt nốt của người Khmer không? Họ trồng rất là khác so với những cái cây khác. Những cái hàng cây này họ trồng theo hàng, và thường thì 2 đến 3 cây họ sẽ trồng gần nhau, và sau đó thì họ trồng xa nhau. Cái việc mà trồng gần cái cây thốt nốt nó gần nhau á, để cho cái việc mà sau này cây thốt nốt nó lớn á, thì cái việc mà truyền từ cành này qua cây này qua cây kia nó dễ dàng hơn. Em để ý như đằng kia chồm cái đằng kia 4 cây đó, thấy không? Sau đằng chồm đằng này 2 cây, thì để truyền qua chỗ này dễ, đỡ tốn thời gian leo hơn. Và thậm chí là em thấy là xung quanh những cái cánh đồng ruộng á là những hàng cây thốt nốt, gần như là bà con xem cái cây thốt nốt là một cái hàng rào để phân định ranh giới đất giữa các cái nhà khác nhau ha. Và có một cái lạ nữa là ở đây thì nếu mà cây thốt nốt á, mọi người nhìn xa xa cái biểu tượng của nó, những cái tán lá giống như hình trái tim vậy. Đúng. Nhìn càng xa thì giống như một cái trái tim ở trên cây vậy. Ở chú Đức là vừa mới chặt xong một cái buồng rồi anh Hồ. Ồ, đó, đang chú hạ xuống này. Và mà lúc nào cũng mang theo sợi dây. Thường thì những cái cây á, mà cái lá, cái tán lá của nó rủ xuống á, em thấy nó buồn lắm. Chẳng hạn như là cây liễu nè, nhưng mà đặc biệt là cây thốt nốt này, tán lá rủ và tán lá dựng đứng lên, nó không buồn. Bây giờ thì em Toàn sẽ phụ ba tháo những quả thốt nốt ra, và mọi người sẽ thấy là cái quả nó cực kỳ lạ. Trước giờ thì gần như là mình mang cái quả thốt nốt lên Sài Gòn này, bà con cũng tò mò lắm, chỉ biết là thốt nốt nghe tên thôi nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến. Thì hôm nay thì cho mọi người cùng xem cái quả thốt nốt như thế này, là quả đã đủ tuổi rồi. Còn mọi người không phải là nó già đâu, nhìn cái vỏ giống như là nó già vậy ha. Ừ. Cái màu nó hơi xấu. Anh có nghe nói rằng là thốt nốt này á, nó có hai giống, một cái giống là trái màu xanh và một cái giống là trái màu đỏ như thế này. Ở cây đó thì bao nhiêu buồng quả hết chú Đức? 5-6 quài. Ở chú Đức đang hạ xuống nè. Hay hơn anh. Em thấy là hai sợi dây á là giữ lại, cứ hạ lên hạ xuống phải có một người phụ dưới này để có thể hạ xuống nhiều quả thốt nốt hơn, chứ không là phải tốn thêm cái công đó là leo trèo đó, nhờ em Toàn phụ này. Bây giờ là trong lúc Toàn đang tháo những cái quả thốt nốt được buộc trong dây thì ngay lúc này chú Đức cũng đang chặt và quấn một cái đầu khác. Em biết tại sao mỗi một lần mà chú truyền chỉ có hai quài không? Sao vậy? Cho nó nhẹ. Tại vì nếu như mà chỉ có một mình chú Đức mà không có Toàn ở đây á thì chú sẽ quấn một lần 4 quài, khi mà cái lực tay em thả xuống thì nó sẽ nặng hơn. Khi mà tại vì chú biết có Toàn ở đây nên chú rã lần 2 quài cho cái lực tay mình thả xuống á nó nhẹ nhàng hơn. Dơ. Đậu á là thấp hơn đúng không? Mà em đâu cảm thấy leo đâu gì dùng cái mắt dài đó thấy không? Cái tà tư á, kiểu cái này gắt lên. Dài nó một quá, lâu quá. Có cái thang là xe mà chú không bà mình không rồi. Chú kéo cái áo lên đưa cái cơ cho con coi tụi con khỏe bằng chú không, tay áo á. Ồ, chú gồng lên đó. Ồ, đây nào đâu. Họ biết giống ai không? Họ giống ai? Quay quay về cho mấy bạn đi. Tổng đống cây á. Ôi ôi trời, con chuột nè. Đây là dụng cụ khi mà chú leo lên lấy trái thốt nốt nè. Đó là có một cái dây chuyền xuống và chú phải chặt những cây thốt nốt này, một những cái quài thốt nốt này và truyền xuống, và ở dưới này sẽ có một người để mà gỡ những cái dây này ra. Không biết là
như thế này á, một quài như thế này á, cái trọng lượng của nó thì khoảng 4 đến 5 kg. Không biết là như thế nào mà chú có thể truyền một lần 2-3 quài á cô bác quý anh chị. À, rất là nặng luôn. Bác quý anh chị, thì hiện nay thì chú Đức đang chặt những cái trái thốt nốt ra. Chú ơi, mỗi một cái trái như thế này là khoảng mấy muối hả chú? Nó 3 muối. Dạ. Nó đều 3 muối, lát 2 muối, muối có nữa. Dạ. Con ăn ở phần trong á thì nó có một cái phần gọi là phần của mọng nước. Thì cái thốt nốt này á chú, thì cái trái như thế nào là ngon nhất hả chú Đức ha? Trái nó vừa ăn thì ngon mà. Dạ. Trái nào cũng trái nấy à, mà trái nào vừa ăn thì nó ngon. Cái dài thì ăn nó dẻo, ăn đồ nó không ngọt cũng vừa ăn. Dạ. Anh còn 2 này nữa chưa thành. Hả? Phong. Kìa Phong. Chú chắc nó con trái nhỏ này. Phong ăn ngay. Cái non cái dạ nào ngon hơn cái non cái ngọt rồi đó. Mà ăn tại chỗ này là ngon hơn đem về nhà. Còn tươi. Cái tươi. Đây nè, cái phần này ở trong cái phần này thì nó sẽ có một cái phần mọng nước ở trong ở giữa. Và khi mà mất cái phần mọng nước này thì trái thốt nốt nó sẽ mất đi cái vị ngon của nó, vị ngọt của nó. Và ngọt vị ngọt của nước thốt nốt này là một vị ngọt thanh đó ha. Bao nhiêu lâu thì cái trái thốt nốt này nó sẽ lớn là chú thu hoạch là chú Đức? Nó từ chỗ bông đến là ăn là 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Và mỗi một trái như thế này thì chú thường bán giá là bao nhiêu tiền á? 7-8 ngàn, 5-6 ngàn tùy theo nó hút gì bán cái giá chứ, còn hút gì 4-5 ngàn, hút nữa là 8-9 ngàn. Cái thời gian bảo quản cái trái này nó để ăn ngon nó lâu không chú Đức? Nó tuần lễ đổ lợi. Tuần lễ đổ lợi ha. Chặt giá nha, còn để trái 3 ngày là giờ không chặt là lắc hộp. Mấy giây rồi? Lắc hộp là sao chú? Nó khô là. Dạ. Khô á, con khô cái hộp này nè, nó lắc hộp luôn. Dạ. Như mình vừa mình để hơi dám vỏ vậy, mình để nó lắc nước luôn. Con nghe nói nó thốt nốt này nó có hai loại giống, một là trái màu xanh nữa có không? Có đủ màu chứ. Màu da lư cũng có, màu xanh xanh cũng có, màu đen cũng có. Nhưng mà cái màu nào là nó ngon nhất chú? Màu nào cũng như màu nấy. Dạ. Nó ăn thua cái vừa ăn là nó ngon à. Vừa ăn như cái này nè, là nó ngon à. Nó vừa chín tới và nó vừa ra bọc nước là vừa ăn là ngon thôi ha. Con xin chân thành cảm ơn chú Đức rất là nhiều để cho con có thể thưởng thức cái món nước thốt nốt và trái thốt nốt ngay tại cái khu tại cái những cái cây như thế này. Chúc Đức luôn có sức khỏe tốt ha. Chào cô bác quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip.